showbiz hả? Đâu có đâu. Mình tự nhận là mình không có một cái tài năng nào hết để mà vào showbiz. Tại vì vào showbiz thì tất cả mọi người đều rất là tài năng, đều rất là giỏi, đều rất là xinh đẹp. Còn mình thì chỉ là một cái người mà quan tâm đến showbiz, yêu mến showbiz thôi. Chứ còn gọi là để mà vào showbiz thì mình không có khả năng gì hết. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.